Hello everybody, welcome back to new video. Xin chào tất cả các bạn thính viên CEC. Chào mừng các bạn quay trở lại với bài giảng của chúng ta về động từ nguyên mẫu to infinitive. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về phần số 2, động từ đi với to infinitive. Những loại động từ thường hay xuất hiện trong đề thi TOEIC mà nó đi với to infinitive, nó là những loại động từ nào thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nội dung của bài ngày hôm nay nhé. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ tìm những động từ mà thường hay gặp xuất hiện trong đề thi TOEIC và đi với dạng to infinitive. Đó là những loại động từ như afford, afford. For example, I can't afford to buy it. Okay? Afford to buy. Chúng ta để ý từ ít động ở đây đó là động từ thường hay xuất hiện trong TOEIC và nó đi với dạng động từ nguyên mẫu to infinitive. Và trong câu này cụ thể là to buy. Okay? Động từ buy đang được giữ ở dạng nguyên mẫu đứng sau to buy, afford to buy. Có khả năng để mua cái gì? I can't afford to buy it. Tôi không có đủ khả năng để mua nó. Agree là động từ đồng ý. They agree to help us. Agree to help. Agree to help. Đồng ý để giúp ai? They agree to help us. Họ đã đồng ý để giúp chúng tôi. Appear là xuất hiện. She appears to be tired. Appears to be. Yeah. Lại xuất hiện thêm là appears to be. Cô ấy trông có vẻ xuất hiện trông có vẻ mệt mỏi. Arrange là sắp xếp. I'll arrange to meet you at the airport. Arrange to meet, sắp xếp để gặp. I'll arrange to meet you at the airport. Tôi sẽ sắp xếp để gặp bạn ở sân bay. Okay. Tiếp sẽ có một số các động từ như ask. He asked to come with us. Anh ấy yêu cầu đi chung với chúng tôi. Hoặc là she finally consent, ở đây là sự chấp thuận hoặc là sự đồng ý, là chấp thuận đồng ý, động từ chấp thuận đồng ý, consent. She finally consented to marry him. Anh ấy, cô ấy cuối cùng thì đã chấp thuận để kết hôn với anh ấy. Yeah. Consented to marry. Okay. Next, tiếp theo là động từ decide, quyết định. I have decided to leave on Monday. Decided to leave. Quyết định để rời. Rời đi đâu? Và hôm nào? I have decided to leave on Monday. Tôi đã quyết định sẽ rời đi vào ngày thứ hai. Expect. Expect ở đây là mong đợi. I expect to enter graduate school in the fall. Expect to enter. Mong đợi để được tham gia cái gì? I expect to enter graduate school in the fall. Manage. She managed to finish her work early. Managed to finish. Okay. Yeah. Ngoài ra thì sẽ vẫn có một số các loại động từ như sau. Offer. They offer to help us. They offer to help us. Ở đây là họ đã đề nghị sự giúp đỡ. Đề nghị giúp đỡ chúng tôi. They offer to help us. Help us. Họ đã đề nghị giúp đỡ chúng tôi. Plan, kế hoạch. I'm planning to have a party. I'm planning to have a party. Okay. Tôi đang có kế hoạch để tổ chức có một bữa tiệc. Yeah. Trong câu này đang sử dụng thì hiện tại tiếp diễn nhưng mà chúng ta vẫn thấy cấu trúc của nó là sau động từ plan nó là một to infinitive to have. Okay. Prepare tương tự như vậy. We prepare to welcome them. Yeah, chúng tôi đang chuẩn bị để chào đón họ. Chúng tôi đã chuẩn bị để chào đón họ. Promise. I promise not to be late. Tôi hứa là không đến trễ. I promise not to be late. Yeah, tôi hứa là không đến trễ. Và trên đây là những động từ mà thật hay gặp trong đề thi TOEIC. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn hãy ghi nhớ những động từ này để chúng ta có thể xử lý những bài tập mà trong phần PowerPoint process một cách dễ dàng và đơn giản nhé. Okay, thank you for watching. Goodbye, see you next time.